Còn Quang Nghĩa, Quang Dũng là kết thúc chương trình tối hôm nay. Rất cảm ơn các anh chị đã tới đây và tham gia đóng góp. Kim Liên và Cao Sơn xin cảm ơn các anh chị. Cảm ơn em gái Mỹ Tài lúc nào cũng ủng hộ. Nói lộn tên cái buồn hết biết. Tình nhớ kỳ này chị đánh anh đã đánh thử mi thử ba trưởng ba thử cuối người hát thấp đó phải không, thấp hồi nãy là cao quá giờ thấp xuống, hồi nãy là son thứ giờ là phan thứ. Phan thứ hả? Một người về đỉnh cao, một người về vùng xa.
Chuẩn bị.